Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt lần thứ ba. Thưa quý vị và các bạn, một người đàn ông đã bị bắt giữ bên ngoài cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang California của nước Mỹ. Theo cảnh sát địa phương, có thể một vụ mưu sát khác nhằm vào ông Trump đã được ngăn chặn kịp thời vào hôm qua. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 10, vụ việc mới được công bố. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Riverside cho biết nhà chức trách đã bắt giữ Van Miner, cư dân Las Vegas 49 tuổi, tại trạm kiểm soát ngoài địa điểm vận động tranh cử của ông Donald Trump ở bang California. Nghi phạm mang theo súng ngắn đã nạp đạn và một băng đạn cỡ lớn. Cảnh sát trưởng quận Riverside, Bialo, nói với truyền thông địa phương rằng Miner đã xuất trình thẻ VIP và thẻ báo chí giả tại trạm kiểm soát. Được biết, nghi phạm là một người ủng hộ Đảng Cộng Hòa, có bằng thạc sĩ Đại học California Los Angeles và từng tranh cử vào hội đồng bang ở Nevada năm 2020. Miner chưa xác nhận hay phủ nhận việc ông ta có ý định ám sát ông Donald Trump. Thưa quý vị, nghi phạm 49 tuổi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5.000 đô và sẽ ra hầu tòa vào tháng 1 năm 2025 với cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép. Đảng viên Cộng Hòa Gates hồi tháng trước tuyên bố hiện có 5 nhóm ám sát ở Mỹ đang cố gắng giết ông Donald Trump. 3 trong số đó có liên hệ với Iran, Pakistan và Ukraine. Ông Gates nói với tờ báo ABC News một giả thuyết khác phổ biến là nội gián trong cơ quan mật vụ đang rò rỉ thông tin cho các nhóm sát thủ này. Thưa quý vị, cả mật vụ lẫn chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên. Quyết định tổ chức cuộc vận động tranh cử ở bang California vào ngày 12 tháng 10 của ông Trump đã khiến các nhà phân tích chính trị ngạc nhiên. Họ lưu ý rằng bang này thiên về Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden cuối tuần trước cho biết ông đã ra lệnh cho mật vụ bảo vệ ông Trump, như thể ông ấy là một tổng thống đương nhiệm, và cam kết hỗ trợ an ninh nếu chiến dịch tranh cử của ông Trump yêu cầu. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, báo New York Times và Washington Post đưa tin cho biết nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Donald Trump đã yêu cầu sử dụng máy bay riêng và xe quân sự để bảo vệ cho cựu tổng thống này khi ông vận động tranh cử. Trước đó, ông Trump từng chia sẻ trên mạng xã hội Twitter của ông rằng những mối đe dọa lớn đối với tính mạng của ông. Liên quan tới yêu cầu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày tuyên bố đã chỉ đạo chính quyền bảo vệ cho cựu tổng thống như thể ông là một tổng thống đương nhiệm. Tổng thống Biden cho rằng cơ quan mật vụ Mỹ nên tôn trọng yêu cầu của ông Donald Trump về việc được bảo vệ các phương tiện quân sự trong giai đoạn cuối của chiến dịch bầu cử năm nay. Và trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần này, cho tới nay ông Trump đã 2 lần bị ám sát hụt. Hồi giữa tháng 7 năm nay, ông Trump suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc tranh động ở bang Pennsylvania. Chỉ 2 tháng sau, vào chiều 15 tháng 9, trong khi đang chơi golf ở thành phố West Palm, bang Florida, ông lại trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 4 tuần nữa thôi, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức diễn ra và bà Harris đã đạt được cột mốc lịch sử. Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã làm nên lịch sử khi gây quỹ được 1 tỷ đô la trong vòng chưa đầy 80 ngày, song họ vẫn lo lắng số tiền này là chưa đủ để giành chiến thắng. Cụ thể, chiến dịch của bà Harris lo ngại việc vận động tranh cử tại 7 bang chiến địa sẽ tốn kém nhiều chi phí. Theo tờ báo Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, nguồn quỹ khổng lồ này cũng có thể bao quát toàn bộ các chi phí lớn nhỏ trong tình thế nước rút như hiện tại. Các cố vấn của bà Harris vẫn cho biết việc phó tổng thống tham gia tranh cử đột ngột sẽ khiến chiến dịch của bà có ít thời gian vận động hơn cử tri. Thêm vào đó, việc thuyết phục những cử tri phân vân ở các bang chiến trường cũng tốn kém hơn. Chỉ tính riêng bang Pennsylvania, bang chiến địa có khoảng 7 triệu cử tri vào năm 2020, đã buộc chiến dịch của bà Harris bỏ ra nhiều nỗ lực nhằm tăng lượng cử tri đi bỏ phiếu, đặc biệt là cử tri lớn tuổi và người da màu trẻ tuổi, theo tờ báo Washington Post cho biết. Nhìn chung, chiến dịch tranh cử của bà Harris chi nhiều tiền hơn so với ông Donald Trump, theo thống kê của Ủy ban Bầu cử Liên bang. Thưa quý vị, chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày sau khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden, đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử, chiến dịch của bà đã huy động được 126 triệu đô la từ 1,4 triệu người ủng hộ. Tính riêng trong tháng 8, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã kêu gọi được 361 triệu đô la Mỹ. Theo đó, tờ báo New York Times cho biết thăm dò trung bình gần đây nhất của 7 bang chiến trường đang có kết quả bất phân thắng bại. Nhiều đảng viên dân chủ tin rằng lợi thế lớn nhất của họ là đã xây dựng được một chiến dịch vận động trực tiếp trải rộng suốt một năm qua. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa cho rằng các sự kiện gần đây, xung đột leo thang ở Trung Đông và cơn bão Milton Hennen sẽ giúp cho chiến dịch ông Trump nắm ưu thế trong những ngày cuối cùng. Hai cách tiếp cận này, theo một số góc nhìn, khá tương đồng với chặng nước rút của cuộc đua năm 2016. Khi đó, chiến dịch ứng cử viên Đảng Dân Chủ của bà Hillary Clinton tự hào về hàng loạt sự kiện và vận động thực địa, còn ông Trump đánh vào tâm lý chống người nhập cư và cải cách nền kinh tế trên toàn quốc với đội ngũ nhân viên ít ỏi và gần như không có hoạt động trực tiếp ở các bang then chốt. Năm 2024, Đảng Dân Chủ không quá tự tin đến như vậy, mặc dù ông Trump và Đảng Cộng Hòa thất thế năm 2016. Nhiều đảng viên dân chủ vẫn nghĩ đến khả năng thua trong năm nay 2024.
Thưa quý vị, nhiều chuyên gia cho biết kỳ bầu cử 2024 khác biệt vì các sự kiện chính trị lớn dường như không có tác động nhiều đến vị thế của hai ứng cử viên. Đại hội đảng, hai lần ông Trump bị ám sát hụt, tranh luận giữa ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống đều mang lại những cú hích trong ngắn hạn, không tạo tác động lâu dài. Do đó, cả hai chiến dịch nhận định năm 2024 là cuộc đối đầu quyết liệt khi chỉ vài nghìn phiếu bầu cũng có thể thay đổi toàn bộ kết quả chung cuộc. Thưa quý vị và các bạn, điều này đồng nghĩa cả hai chiến dịch đang chi tiêu khá mạnh, đặc biệt ở các bang chiến trường như Georgia, Arizona, Nevada và California. Họ từ chối xếp hạng các bang theo thứ tự quan trọng khi nhận được tất cả đều chủ chốt ngang nhau. Thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa thừa nhận chi tiêu nhiều hơn cho truyền hình và chưa hoạt động thực địa hiệu quả ở các bang chiến địa. Tuy nhiên, họ tin rằng điểm mạnh về kinh tế và nhập cư của ông Trump sẽ giúp đảng bù đắp những thiếu sót đó. Khảo sát chỉ ra rằng Đảng Cộng Hòa vẫn đang nắm ưu thế trong các vấn đề kinh tế, ngay cả khi lạm phát chậm lại, giá xăng giảm và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất tới 4 năm. Ngoài ra, nhiều người Mỹ cũng ủng hộ các biện pháp cứng rắn để chấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Kính thưa quý vị và các bạn, dẫu vậy, số tiền khủng này chỉ thu hút được một số bộ phận nhỏ trong số hàng triệu người dự kiến đi bỏ phiếu. Theo ông Rim, một chiến lược gia Đảng Dân Chủ, chỉ 4% cử tri thuộc các bang chiến trường còn phân vân lên đi bỏ phiếu hay không hoặc lựa chọn ai. Và có lẽ mục tiêu lớn nhất của cả hai chiến dịch không phải là cử tri chưa quyết định ủng hộ ứng cử viên nào mà có lên đi bỏ phiếu hay là không. Kính thưa quý vị và các bạn, chiến dịch của bà Harris cho rằng họ đã xây dựng được mạng lưới có thể tiếp cận được nhóm cử tri này với hàng trăm người và hàng chục văn phòng trên khắp 7 bang dao động. Các trợ lý chỉ ra chiến dịch năm 2024 có điểm khác biệt so với chiến dịch của bà Clinton. Trong khi đó, bà Clinton chủ yếu tập trung huy động nhóm cử tri trung thành của Đảng Dân Chủ. Nhóm của bà Harris lại tích cực giảm ảnh hưởng của ông Trump ở khu vực nông thôn và bảo thủ. Hoạt động thực địa của họ nhắm tới nhóm cử tri cốt lõi, tới cử tri Cộng Hòa, ôn hòa, từng ủng hộ ông Trump trước đây nhưng không thể chấp nhận hành vi của cựu Tổng thống Mỹ khi rời Nhà Trắng năm 2020. Ngược lại, các trợ lý ông Trump lại coi những sự kiện trong nước và quốc tế gần đây sẽ củng cố thêm thông điệp chính trị của chiến dịch. Họ xoáy sâu vào việc bà Harris chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, yếu đuối và không thể đem lại cảm giác an tâm mà chính quyền ông Joe Biden đã cam kết khi đắc cử 4 năm trước. Phe ông Trump cũng tin rằng nước Mỹ đã trở nên bảo thủ hơn trong 4 năm qua và cử tri có chung góc nhìn với họ trong nhiều vấn đề. Ngoài ra, các hoạt động trực tiếp của ông Trump phần lớn thuê bên thứ ba tổ chức tập trung thúc đẩy những người có ít khả năng đi bỏ phiếu, đặc biệt nhóm đàn ông da đen trẻ tuổi nói riêng và cử tri nam giới nói chung. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp việc có mạng lưới vận động thực địa trải dài, một số đảng viên Dân Chủ vẫn lo ngại chiến dịch của bà Harris không thể thuyết phục được nhóm cử tri mục tiêu. Và tình hình bầu cử đang rất xít sao, căng thẳng, đầy kịch tính. Chỉ còn 4 tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ liên tục update những thông tin bầu cử dành đến cho quý vị, những tin tức nóng nhất của quốc tế. Bản tin hôm nay do thời lượng có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.